Thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong 15 năm kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng với nhiều thành quả hợp tác quan trọng đã gặt hái được. Đến nay, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ. Trong bức tranh hợp tác tổng thể giữa hai nước những năm qua, thành quả trong lĩnh vực kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng nổi bật hơn cả. Nếu như năm 2008, kim ngạch thương mại hai nước chỉ đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 175,5 tỷ đô la. Tức là sau 15 năm thì kim ngạch thương mại hai nước đã tăng hơn 8 lần. Trong đó thì cái tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu và cái nhập siêu thì được thu hẹp lại. Đến nay, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu rau quả của nước ta đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua con số gần 3,4 tỷ đô la Mỹ của cả năm ngoái. Rau quả cũng là nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất của ngành nông nghiệp trong 8 tháng năm 2023. Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 64% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả của nước ta trong 8 tháng qua. Riêng xuất khẩu sầu riêng đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 90% xuất sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, các loại trái cây khác cũng được Trung Quốc đang mua như chuối, mít, thanh long, dưa hấu, v.v. Bà Trần Hiểu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Cửa khẩu thành phố Đông Hưng, Quảng Tây cho biết, tình hình nhập khẩu sầu riêng Việt Nam năm nay tương đối khả quan. Sầu riêng của Việt Nam mới được nhập khẩu qua cửa khẩu từ năm ngoái, chủ yếu ở cầu Bắc Luân 2. Ngoài ra còn nhập qua chợ biên giới. Sầu riêng Thái Lan chỉ có thể qua cửa khẩu. Về lượng nhập khẩu, do mới nhập nên hiện nay tương đương với Thái Lan. Tuy nhiên với xu thế này, tại Đông Hưng, sầu riêng Việt Nam có thể vượt Thái Lan do nhu cầu trong nước tương đối lớn. Sau 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam đã tăng gần 10 bậc. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm nay, đầu tư của nước này đã đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ với hơn 230 dự án, là nhà đầu tư FDI lớn thứ 3 tại Việt Nam sau Singapore và Nhật Bản.